Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin công nghệ và cuộc sống của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, hưởng ứng chương trình miễn giảm phí dịch vụ chuyển tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 25 tháng 2 năm 2020, khách hàng sẽ được miễn phí dịch vụ với mức thu bằng 0 đồng hoặc giảm phí lên tới 90% cách thức thủ cũ. Khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24 trên 7 qua NAPAS có giá trị từ 500.000 đồng trở xuống. Theo đó, 10 ngân hàng bao gồm Techcombank, MB, Vietcapitalbank, VPBank, TPBank, OCB, BVCombank, Cbank, CIMP và IUB áp dụng chính sách miễn phí cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24 trên 7. Bốn ngân hàng bao gồm BIDV, Kiên Long Bank, Sài Gòn Bank và Coop Bank áp dụng mức thu phí tối đa là 2.000 đồng trên một giao dịch. Các ngân hàng khác đưa ra các chính sách phí khác nhau tùy thuộc đối tượng khách hàng và kênh giao dịch. Tính từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 24 tháng 2 năm 2020, số lượng giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24 trên 7 qua Napas đã tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ sau Tết Nguyên đáng kỷ hợi. Số liệu thống kê cho thấy hệ thống ngân hàng và Napas đã hỗ trợ hiệu quả cho nhu cầu thanh toán các giao dịch giá trị nhỏ bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Để tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh cũng như là các bậc phụ huynh tham gia trải nghiệm dạy và học trực tuyến, VNPT đã miễn phí trải nghiệm dịch vụ VNPT e-learning trong năm học 2019-2020. Đây được xem là một động thái tích cực trong việc chung tay cùng với ngành giáo dục nói riêng và cả nước nói chung hạn chế và ngăn chặn dịch bệnh phát triển lây lan trong nhà trường và cộng đồng. Hiện tại thì VNPT e-learning đang được triển khai tại 6.553 cơ sở giáo dục trên cả nước, thu hút hơn 800.000 người sử dụng. VNPT e là giải pháp học tập trực tuyến nằm trong hệ sinh thái giáo dục thông minh VN Edu do VNPT xây dựng và triển khai. Đây là giải pháp có tính sáng tạo với nhiều mô đun học và thi trực tuyến hấp dẫn, giúp cho nhà trường, các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp thực hiện đào tạo trực tuyến mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin công nghệ đáng chú ý khác. Audi Việt Nam vừa thông báo triệu hồi hơn 600 xe Audi Q5 để thay thế vít gia cố ốp chắn bùn bánh sau trên dòng xe này. Trong quá trình nghiên cứu, Audi đã phát hiện ra trên các xe Audi Q5 được sản xuất trong một giai đoạn nhất định, có khả năng vòng đệm của ốp chấn bùn bánh sau bị long ra do chuyển động xoắn ốc. Trong một số trường hợp, ốp chấn bùn có thể rơi ra khỏi xe. Do đó, Audi yêu cầu tất cả các nhà nhập khẩu chính thức tiến hành kiểm tra danh sách xe liên quan, triệu hồi để kiểm tra và thay thế vít giao cố ốp chấn bùn bánh sau trên Audi Q5. Thông tin từ Audi Việt Nam nhà nhập khẩu hãng xe Đức sẽ tiến hành triệu hồi toàn bộ các xe Audi Q5 bị ảnh hưởng tại thị trường Việt Nam. Honda Việt Nam vừa gửi văn bản đến công ty xe điện Pega đề nghị chấm dứt quảng cáo sản phẩm bằng phương pháp so sánh trực tiếp mẫu xe SH do Honda sản xuất. Theo Honda Việt Nam, sự việc trên cho thấy Pega đã sử dụng hình ảnh của xe SH tại buổi ra mắt ISH mà không được sự chấp thuận cho phép của Honda Việt Nam hành vi của pega đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của honda việt nam ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thương hiệu xe sh do honda việt nam sản xuất và vi phạm các quy định của pháp luật hãng xe này đề nghị pega tháo gỡ toàn bộ hình ảnh quảng cáo cũng như lời nói so sánh trực tiếp giữa ish và sh nếu pega không giải quyết các yêu cầu trên để bảo vệ quyền lợi honda việt nam sẽ tính toán khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại mà không cần báo trước Canon cho biết đang phát triển mã ảnh không gương lật full frame EOS R5 và ống kính RF mới. Mã ảnh không gương lật full frame EOS R5 sẽ có cảm biến CMOS mới, tạo nên những tính năng nâng cao như chụp ảnh liên tục ở tốc độ cao lên đến gần 20 khung hình một giây với màn chập điện tử và gần 12 khung hình một giây với màn chập cơ khí để có thể ghi lại những hình ảnh của vận động viên tại các sự kiện thể thao và các chủ thể di chuyển nhanh. Ngoài ra, khả năng quay video 8K của máy sẽ giúp người dùng xuất ảnh tĩnh có độ phân giải cao từ phim quay, cũng như xử lý phim 8K thành phim 4K chất lượng cao. EOS R5 sẽ là chiếc máy ảnh Canon đầu tiên có trang bị bộ ổn định hình ảnh hiệu suất cao, tích hợp sẵn chống rung, có trong máy ảnh kèm theo chống rung trên ống kính RF. Mô đen này dự kiến chính thức cung cấp tại thị trường châu Á vào tháng 6 năm 2020 và liên kệ tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2020. Cùng với hoạt động này, Canon có kế hoạch Hệ tung ra tổng cộng 3 ống kính RF hiện đang được phát triển trong năm 2020. Do lệnh cấm của Mỹ, Huawei sẽ sử dụng ứng dụng Google bao gồm Gmail, Maps, YouTube, Play Store. Huawei Mate XS vừa được ra mắt trong sự kiện 24 tháng 2 cũng không phải là một ngoại lệ. Huawei Mate 30 là flagship đầu tiên của hãng này xuất xưởng mà không tích hợp ứng dụng Google tuy nhiên người dùng cũng đã nhanh chóng tìm ra cách lách lệnh cấm khi tự tải về phần mềm cần thiết và trước vấn đề này thì google chính thức cảnh báo người dùng về việc cài đặt ứng dụng từ nguồn khác không phải play store sẽ không hoạt động ổn định ngoài ra việc này còn đem tới rủi ro cao khi mà cài đặt ứng dụng đã được thay đổi điều chỉnh theo các cách làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người tiêu dùng Lợi dụng nhu cầu thông tin về dịch bệnh COVID-19 của người dùng tăng cao, tin tặc đã liên tục phát tán mã độc ngụy trang thông tin phòng dịch qua các kênh như mạng xã hội, email. Những mã độc này khi lây nhiễm vào thiết bị thường chiếm quyền kiểm soát và từ đó có thể mất thông tin cá nhân, mất mã thẻ ngân hàng, mất các tài khoản mạng xã hội. Thiệt hại kinh tế là một chuyện, tin tặc còn có thể dùng tài khoản của bạn để phát tán những thông tin xấu độc về tin giả, gây hệ lụy khó lường khác. Đã có thuốc chữa trị nCoV-19, cách phòng ngừa ncov hiệu quả hay việt nam đã có người chết vì ncov các file này được rất nhiều người dùng máy tính bấm vào mà không hề biết bên trong đó là mã độc những cái tệp tin đính kèm như là file doc file pdf hay là file mp4 là những cái file tài liệu hay là video hướng dẫn cách thức phòng tránh bệnh hay là thông tin về dịch bệnh hay là những cái thông tin giả những cái fake news liên quan đến dịch bệnh do virus corona khiến cho người dùng họ tò mò và họ tải những cái file này về từ đó khi mà người dùng tải file này về và chạy trên máy của mình thì sẽ bị lây nhiễm những cái mã độc này. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội cũng phát đi cảnh báo khuyến cáo người dân tránh truy cập các liên kết nghi vấn liên quan tới dịch Covid-19, trừ những thông tin được đăng tải bởi các cơ quan chính thống và từ những nguồn tin đáng tin cậy để tránh sập bẫy tin tặc. Hiện các đơn vị chức năng cũng đang phối hợp với các tổ chức an ninh mạng để giám sát dấu hiệu phát tán loại mã độc này. Thứ nhất là hạn chế à, download những cái file mà chúng ta không có xác thực được. Thứ hai là khi mà nhìn thấy những cái những cái file hay là những cái email có file đến kèm hay là những đường link mà chúng ta không chắc cái đối tượng gửi thì phải hạn chế tối đa. Và cuối cùng là à, các bạn nên có một cái một cái phần mềm à, security trên các thiết bị của các bạn. Các chuyên gia an ninh mạng dự báo Hoạt động cài mã độc trong các tài liệu, đường dẫn liên kết tin giả về dịch Covid-19 có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trong trường hợp thiết bị của mình có dấu hiệu bị nhiễm mã độc, người sử dụng cần liên hệ ngay với các đơn vị chức năng hoặc các đơn vị tổ chức chuyên nghiệp để kịp thời ngăn chặn và tháo gỡ mã độc, tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra. Google đã xóa hơn 500 tiện ích mở rộng trên Chrome sau cáo buộc Kapdu Zin Web Store tạo điều kiện cho quảng cáo lừa đảo và đánh cắp dữ liệu người dùng. Từ chuyên gia nghiên cứu về bảo mật Jamila Kaya, theo Aztechnica, thì các tiện ích chứa phần mềm độc hại ban đầu được phát hiện bởi nhà nghiên cứu bảo mật độc lập Jamila Kaya Người này sau đó kết hợp với chuyên gia của Duo Security do Cisco sở hữu đã tìm thấy khoảng 71 tiện ích mở rộng dành cho trình duyệt Chrome với hơn 1,7 triệu lượt tải chứa các mã độc thu thập dữ liệu trái phép hoặc chạy quảng cáo tự động mà không cần đến sự đồng ý của người dùng. Sau khi các nhà nghiên cứu báo cáo những phát hiện của mình cho công ty Google, công ty tìm kiếm Mỹ lập tức quét hệ thống và tìm thấy có đến hơn 430 extension tương tự. Tất cả đã bị loại bỏ sau đó. Thị trường Trung Quốc hiện chiếm gần một nửa tổng doanh số smartphone 5G toàn cầu trong năm 2019. Trong đó, Huawei bao gồm cả thương hiệu phụ Honor, thống trị doanh số bán hàng tại quốc gia này khi chiếm gần 3 phần tư thị phần smartphone 5G. Khoảng 19 triệu smartphone 5G đã được xuất xưởng vào năm 2019 và là con số có thể sẽ tăng vọt đến 199 triệu chiếc trong năm 2020. Ngay sau khi phải nhận lệnh cấm vận từ chính phủ Mỹ hồi tháng 5 năm 2019, Huawei cũng đã chuyển hướng tập trung vào thị trường gây nhà. Lệnh cấm vận này cũng đồng nghĩa với việc các sản phẩm sau này của Huawei sẽ mất quyền truy cập vào các ứng dụng phổ biến nhất trên hệ điều hành Android của Google như Gmail, Google Maps và quan trọng nhất là kho ứng dụng Google Play. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc cũng đã khiến Hoa Kỳ trở thành nhà sản xuất dễ bị tổn thương nhất khi mà dịch coronavirus bùng phát tại quốc gia này khiến toàn bộ thị trường bị đình trệ. Và tới đây thì bản tin Công nghệ và cuộc sống của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn các bạn ở bản tin tiếp theo.